Chào mừng các bạn đã đến với kênh. Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu của các bạn là một chuồng trâu đực. Các bạn bán hết chuồng nha. Đó. Bán hết chuồng. Bộ đồng là 20 triệu mỗi con các bạn. Bộ đồng 20 triệu mỗi con. Đó. Chân móng đều hoàn thiện nè. Lưng một lưng. Đầu chà bá. Đòn dài. Chân móng đều hoàn thiện. Đích mục đích nè các bạn. Đó. Đích mục đích nè. Đó, các bạn thấy không, dàn chân móng nè hoàn thiện hết các bạn. Đó, xương cối giá 20 triệu các bạn, giá 20 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ trâu các bạn, cao 1,2 trâu. Đây con này cũng vậy các bạn, cao 1,2 trâu luôn, cũng 20 triệu luôn các bạn. Đó, đầy đà, tướng đầy đà, chân móng đều hoàn thiện, cao 1,2 trâu, đích mục đích, giá 20 triệu các bạn. Giá 20 triệu. Đó, lưng nè, một lưng luôn các bạn thấy không? Anh em nào có nhu cầu mà nuôi trâu đực thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ trâu các bạn. Đó, dàn trâu này dàn trâu lỡ nha các bạn. Dàn trâu lỡ. Điều cao 1,2 trâu hết các bạn. Đích nè, toàn quay nè, giá 20 triệu nè bạn, cao 1,2 trâu nè. Đó. Lưng thì một lưng bằng nghiến. Đó. Chân móng nè hoàn thiện hết các bạn, giá 20 triệu các bạn, giá 20 triệu. Đó. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn, trực tiếp số điện thoại chủ trâu nha các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó. Đích tròn quay, lưng bằng nghiến. Đó. Giá chút xíu các bạn ơi, đây cái đầu nè chà bá luôn. Còn kế tiếp con này là con này cao hơn 1,2 nha các bạn, nhưng mà cũng 20 triệu luôn các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện, xương chà bá luôn các bạn. Xương chà bá luôn, đòn dài, chân móng hoàn thiện, giá 20 triệu. Ba con này là bổ đồng, mỗi con giá 20 triệu hết nha các bạn. Nên anh em nào có nhu cầu mà nuôi trâu thì cứ liên hệ các bạn. Chân móng nè hoàn thiện hết chân trước chân sau nè. Đòn dài cao 1,2 có dư, giá 20 triệu các bạn, cao 1,2 có dư, giá 20 triệu. Hơi bị chá nắng chút xíu nha các bạn. Lưng một lưng luôn các bạn thấy không. Chân móng nè hoàn thiện hết, xương chà bá luôn các bạn, xương cối nha, giá 20 triệu. Còn con này thì đó. Cao ngoài 1,2 trâu, chân móng đồ hoàn thiện, giá 20 triệu các bạn, giá 20 triệu. Đó, đòn dài. Cao ngoài 1,2 trâu nha các bạn. Còn con này thì cao 1,2 trâu nữa các bạn. Giá là 18 triệu 500 ngàn các bạn, giá là 18 triệu 500 ngàn. Đó, đầu chà bá, lưng một lưng, đích tròn quay. Đó, da móc, chân móng đồ hoàn thiện. Giá là 18 triệu 500 ngàn các bạn, 18 triệu 500 ngàn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Cao 1,2 trâu giá 18 triệu 500 ngàn các bạn. Đó, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Lưng thì một lưng. Đích thì tròn quay. Đòn dài. Trâu đực. Cao 1,2 trâu. Đó, giá là 18 triệu 500 ngàn các bạn, 18 triệu 500 ngàn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu, mình comment dưới màn hình các bạn. Chân móng nè hoàn thiện hết, xương cối các bạn. Đó, lưng thì một lưng, lưng thì một lưng, chân móng thì hoàn thiện, giá thì có chút xíu các bạn ơi, trâu còn lớn dữ lắm các bạn. Đây còn kế tiếp. Con này thì chủ báo giá là 18 triệu các bạn. Con này là hiếu đủ 1,2 trâu. Đích mục đích luôn các bạn thấy không. Chân móng nè hoàn thiện hết các bạn. Đó, con này hiếu đủ 1,2 trâu nha các bạn. Đích mục đích nè. Lưng một lưng. Đòn dài. Chân móng nó hoàn thiện. Xương cối. Xương cối nha các bạn. Giá 18 triệu các bạn. Giá 18 triệu.
Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú Trâu các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, đòn dài chân móng đồ hoàn thiện trâu đực 18 triệu, cao khiếu đủ 1m2 trâu, giá 18 triệu các bạn, giá có chút xíu các bạn ơi, trâu này còn lớn dữ lắm các bạn. Đó, da móc nè các bạn ha, giá 18 triệu các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú Trâu các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Các bạn không, giá 18 triệu nè các bạn, trâu đầy đà, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Đó, và xin được báo giá lại là con trâu đứng trước mặt bạn chủ báo giá là 18 triệu. Đó, và ba con đầu tiên thì chủ báo giá là 20 triệu mỗi con. Đó, con còn lại là 18 triệu 500 ngàn, tổng cộng là 5 con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.